Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên, quan trọng thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả sau cà phê sáng là đến thời sự thế giới trong ngày đầu tuần thứ hai hôm nay. Và rất ngạc nhiên sáng nay dậy thì nhiệt độ vẫn xuống tới 45-47 độ, Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, là chúng ta bị cái wind chill factor đó thưa quý vị. Cho nên là mặc dù là chúng ta thấy là cái nhiệt độ nó cũng không có quá thấp, cuối tuần đó là vào khoảng 60 mấy độ và hôm nay thì buổi trưa cũng lên được 73-74 độ. Nhưng mà thật sự khi mà ra ngoài quý vị đứng nó không có cảm thấy giống như 70 mấy, rất là lạnh. Dạ vâng, và gió hôm nay đó thì cũng lên đến 5 dặm một giờ nữa, cho nên là sẽ cảm thấy rất lạnh. Và chính vì vậy mà buổi tối những ngày này xuống cũng còn có 45 độ thôi. Wow. Qua đến ngày mai thì nhiệt độ cũng giảm nữa thưa quý vị, giảm từ từ luôn, kéo dài cho đến thứ năm. Thứ năm quý vị thấy là mây mù âm u cho nên là không có còn 70 mấy độ nữa xuống nữa. Nói chung là nguyên nửa cái tuần đầu đó thì vẫn tiếp tục rất là lạnh, và chỉ qua đến thứ sáu, thứ bảy quý vị mới thấy là nhiệt độ có tăng nhẹ nhẹ, nhưng mà nhìn chung buổi tối vẫn ở mức trung bình là có 40 mấy thôi, rất là lạnh thưa quý vị. Trời vẫn còn lạnh. Và ở thị trường chứng khoán nó còn lạnh hơn nữa thưa quý vị, tiếp tục rớt 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 đều. Họ nói rằng nếu mà chiến tranh này kéo dài đó sẽ gây ảnh hưởng hết tất cả, và kể cả vấn đề tăng trưởng kinh tế cho Hoa Kỳ. Lẽ đương nhiên là thế giới bị ảnh hưởng và châu Âu bị ảnh hưởng nặng lắm. Nga có bị cái lệnh trừng phạt này dẫn đến tình trạng suy thoái thì các quốc gia khác cũng cùng chung. Lý do là nền kinh tế bây giờ là nền kinh tế toàn cầu, thưa quý vị, không có quốc gia nào mà không chịu ảnh hưởng. Khi mà giá dầu ở đây nó lại tính là giá dầu cho cả thế giới, mỗi một quốc gia tùy theo phải nhập cảng nhiều hay bao nhiêu. Việt Nam, ngay cả Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng chung luôn, nhất là các quốc gia phải nhập cảng dầu, Nhật Bản. Và đó là lý do sáng ngày hôm nay Dow Jones, và đây là niềm đau chôn giấu không được thưa quý vị, bởi vì cái quỹ tiền có nhiều người thì họ cứ mỗi tháng cứ biết là cắm đầu lấy ra 5% của công ty hay là của mình để đầu tư đó, thì bây giờ nhìn thấy cái nguồn đầu tư, cái quỹ đầu tư tương lai của mình bị tụt giảm khá nặng trong thời gian qua. Từ 36.000 điểm mà hôm nay còn có 33.000 thôi, trong thời gian qua là mất đi 3.000 điểm thưa quý vị. Hôm nay Dow Jones tiếp tục xuống thêm 450 điểm, Nasdaq xuống 237, S&P 500 xuống hơn 66 điểm. Thị trường chỉ có thể cải thiện nếu như giá dầu không tiếp tục tăng lên nữa. Bởi vì dầu tăng nó không cần nói tới lạm phát nữa, mà lạm phát bây giờ nỗ lực kiềm chế là tăng phân lời, thì trong tuần lễ này thì Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ họp và lại phải tăng phân lời, thì càng gây thêm khó khăn. Giới đầu tư thì muốn Quỹ Dự trữ Liên bang tạm thời đừng có tăng phân lời. Nhưng mà đó là cái kế hoạch họ đã từng đưa ra trước đây để kiềm chế lạm phát. Bây giờ thì có tăng phân lời hay không thì lạm phát vẫn sẽ tiếp tục tăng thưa quý vị, bởi vì giá dầu tăng. Giá dầu tăng lại ảnh hưởng đến giá vận tải khắp nơi và cũng như sản xuất nữa vì cần dầu. Thị trường châu Á, châu Âu ảnh hưởng hết tất cả. Ngày hôm nay Nikkei xuống 764, Hồng Kông xuống 847. Hồng Kông có lúc lên 24.000. Hồng Kông có tương tự như là bên phía Dow Jones thưa quý vị, hôm nay còn có 21.000 thôi. Thượng Hải xuống 74 điểm, còn có 3.372 điểm. Công trái phiếu 10 năm lên chút đỉnh nhưng mà vẫn ở mức thấp 1,75%. Dầu lên 3 đồng, hôm nay là 102 rồi.
120 là dầu Mỹ quý vị ha. Dầu bên phía Anh Quốc là hơn 130. Yeah. Và điều đó để cho thấy rằng giá xăng sẽ còn tăng nữa. Dầu vẫn tiếp tục tăng lên từ từ. Cho đến khi nào mà Tổng thống Joe Biden đạt được một cái thỏa hiệp từ phía Ả Rập Saudi. Bởi vì đó là quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất trên thế giới và nằm trong khối OPEC, đồng ý gia tăng sản lượng. Và điều này cho thấy nó không có công bằng khi mà các quốc gia trong khối Ả Rập hưởng lợi từ cuộc chiến tranh Ukraine và Nga lúc này. Dầu càng tăng thì họ càng thu lợi về nhiều hơn nữa. Vàng lên 17 đồng 60 sen, 1983 đồng 80 sen vào thời điểm này. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì cơ quan Hồng Thập Tự cho biết là đáng lý ra họ có một cái kế hoạch quy mô di tản hơn 200.000 người dân Ukraine ở một cái thành phố lớn ở bên Ukraine, đó là thành phố Mariupol. Nhưng mà kết quả cái cuộc di tản này đã bị thất bại, hiện nay phải tạm hoãn mà không biết đến bao giờ. Bởi vì cái lý do thành phố này đã hoàn toàn bị rơi vào tay quân đội Nga. Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát và chúng đã xả súng, thưa quý vị, thiết lập những cái hàng rào chắn bằng quân đội đó, rồi xả súng để mà ngăn không cho người dân đi ra khỏi cái thành phố này. Thực sự ra cái thành phố này đó dân số đến 440.000, cho nên cái kế hoạch mà di tản một nửa dân số là một cái kế hoạch rất là lớn, không có dễ để mà thực hiện. Và rất tiếc là cơ quan Hồng Thập Tự họ đã chậm chân trước cái quân đội Nga. Và khi mà quân đội Nga chúng xả súng ngăn không cho người dân bỏ chạy như vậy đó, thì đã có những đứa nhỏ bị lạc đạn mà bị chết, thưa quý vị. Thì vào cũng ngày hôm qua, bà đệ nhất phu nhân của Ukraine, bà Olena Zelenska, đã trong một cái bài tweet đăng ở trên Twitter đó, bà kêu gọi là báo chí quốc tế hãy tường trình sự thật để cho thấy là quân đội Nga đã thực hiện cái tội ác giết người như thế nào, đặc biệt là không chúng không quan tâm là trong đám đông người dân đó là có trẻ nhỏ hay không, là bởi vì chúng xả súng bất chấp khiến cho con nít bị thiệt mạng. Và dưới cái bài đăng của mình thì bà cũng đã đăng hình ảnh của năm đứa nhỏ, mà nhỏ nhất là một đứa bé mới có 18 tháng thôi, thưa quý vị. Đây là hình ảnh đứa bé này bị lạc đạn, cha mẹ ẵm vào chạy vào trong bệnh viện nhưng mà cuối cùng không có qua khỏi. Và trong số những đứa nhỏ này thì cái độ tuổi là 18 tháng rồi 5 tuổi vân vân, cho đến đứa bé lớn nhất trong này chỉ có 14 tuổi mà thôi. Cái tính mạng của ông Tổng thống Zelensky cũng như gia đình đang gặp rất nhiều những cái rủi ro, bởi vì quân Nga và Putin nhất định mà bằng mọi giá biểu tình ở trong nước, trả giá về kinh tế, nhưng mà nhất định bằng cái kẻ điên đó, thưa quý vị, khi mà nó lên cái độ mà chỉ muốn thắng mà thôi, bất kể giá nào thì sẵn sàng giết. Và họ nói rằng cái lệnh của Putin tìm giết Zelensky vẫn còn đó. Thất bại đầu tiên là do lính đánh thuê Chechnya gửi sang để bị tiêu diệt. Nhưng mà rồi đó, một khi mà chiếm được thủ đô Kyiv rồi, cái chuyện đầu tiên đó, lính Nga được lệnh, và đặc biệt đó, lực lượng đặc nhiệm của Nga đã được lệnh đi tìm Zelensky để giết hoặc là bắt sống. Bất kể, nếu mà chống có cái sự chống cự thì giết, còn nếu mà ngoan ngoãn nghe theo lời thì bị bắt sống để làm tù binh. Bởi vì họ muốn mang cái việc mà bắt sống, hành hạ rồi làm nhục một tổng thống của Ukraine để cho thấy đó là đây là tên tội đồ mà không chịu nghe lời, với không chịu tuân thủ theo Nga. Ngày hôm qua thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đã có thảo luận, họ dàn xếp để kêu gọi gia đình của Tổng thống Zelensky cần thiết vào thời điểm này đó. Họ thấy cái nguy cơ thủ đô Kyiv sẽ mất, rồi chưa biết được ban bảo vệ, cái nhóm đặc nhiệm có bảo vệ được Zelensky hay không. Cho nên họ yêu cầu nếu được thì nên Zelensky và gia đình nên di tản. Họ cũng mở một con đường cuối cùng đó, thì có thể vào giai đoạn cuối, nếu như thủ đô Kyiv thất thủ thì Zelensky sẽ di tản, và họ hy vọng di tản thành công.
Và điều đó cho thấy rằng không chỉ Zelensky và gia đình mà ngay cả các giới chức cao cấp còn ở lại của Ukraine lúc này đó, không chỉ riêng với Tổng thống mà nhiều người khác nữa thì sẽ được lệnh di tản. Và bên phía châu Âu, Hoa Kỳ bảo đảm là cho dù Nga chiếm Ukraine nhưng mà chính phủ sống lưu vong vẫn tiếp tục hoạt động và đưa ra những lệnh hoặc là các quyết định đối với người dân Ukraine, người ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy True Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình tin tức. Và thưa quý vị, từ hơn một tuần qua đó thì chúng ta bắt đầu nghe đó là người dân và kể cả bắt đầu quan chức của những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ này, mà từ Ohio cho đến New Hampshire, các quan chức kêu gọi là những cái cửa tiệm mà bán rượu đó thưa quý vị, hãy dẹp hết những cái loại rượu vodka mang nhãn hiệu của Nga. Và như quý vị thấy là thực sự những người chủ tiệm rượu này họ đã hưởng ứng theo. Và nếu như mà còn những cái tiệm nào mà có nhiều đó thì họ đã quay những cái clip là họ thà họ đổ đi, chấp nhận mất tiền chứ không có giảm giá để mà bán những cái loại rượu như thế này. Thì ngoài việc là bắt đầu những cái cửa hiệu kinh doanh họ đã bài xích những cái sản phẩm từ Nga, thì một trong những cái công ty sản xuất rượu cũng thuộc hạng lớn thưa quý vị, lúc trước đó họ có cái tên là Stolichnaya. Cái loại rượu này đó, thật sự ông chủ sở hữu cái hãng rượu này là một tỷ phú người Nga. Và từ trước đến giờ khi mà bán nhập cảng vào Hoa Kỳ đó thì cũng được giới thiệu là một loại rượu 100% Russia vodka. Nhưng mà bây giờ thì theo như ông chủ hãng rượu này đó, ông nói rằng tất cả nhân viên của cái hãng của ổng và kể cả những người mà cổ đông đó đã lên tiếng yêu cầu là công ty này phải có một cái phải vạch rõ ranh giới, là không thể nào mà tiếp tục giới thiệu là cái loại rượu của Nga như vậy được nữa. Bởi vì thật sự ra đó, mặc dù ông tỷ phú chủ hãng rượu này là gốc người Nga, nhưng mà từ thập niên 2000 thưa quý vị là ổng đã bị sống lưu vong bởi vì là một trong những cái tiếng nói mà chỉ trích Putin. Và kể từ khi cái hãng rượu của ổng từ lúc đầu ban đầu là đặt ở Nga, nhưng mà kể từ khi ổng bị lưu vong đó thì ổng chuyển sang sinh sống ở Latvia, và cả cái hãng rượu cũng dời về đó. Nhưng mà bởi vì cái công việc kinh doanh thì từ trước đến nay khi mà nhập cảng vào Hoa Kỳ thì vẫn giới thiệu là Russian vodka. Nhưng mà bây giờ đó thì ổng nói rằng cả cái công ty này Stolichnaya Group họ sẽ đổi, bây giờ không có còn giữ cái tên cũ như quý vị thấy trên cái label nữa, mà bây giờ loại rượu này sẽ được gọi là Stolichnaya vodka, và để nhấn mạnh là có cái nguồn gốc từ quốc gia Latvia chứ không còn muốn dính líu đến Nga nữa. Thì ngoài những cái việc mà liên quan đến rượu vodka vân vân thì bây giờ bắt đầu những cái cơ sở thương mại mà ở Hoa Kỳ này, mặc dù là thực sự ra cái nguồn gốc đã không còn từ Nga nữa, nhưng mà người dân họ cũng bắt đầu kháo nhau rồi họ lan truyền trên mạng xã hội để mà tẩy chay. Thì đó là, đây là hình ảnh của một cái nhà hàng hạng sang ở New York City thưa quý vị, gọi là The Russian Tea Room. Bây giờ đó bị trong vòng gần một tuần qua đó,
tình cảnh như quý vị thấy là ế vô cùng luôn. Mà những cái người sở hữu cái nhà hàng này họ nói nếu cái tình trạng này cứ tiếp tục, họ sẽ không còn tiền để mà trả cho nhân viên nữa. Thì cái lý do là như quý vị thấy, mặc dù đặt cái tên là The Russian Tea Room là bởi vì được thành lập vào năm 1927 bởi những người dân Nga, nhưng mà những người này đó bị thành viên của tổ chức Bolshevik họ trục xuất vào cái thời gian đó và họ di cư sang Hoa Kỳ. Và họ lập ra cái lúc đầu là một cái nhà hàng thường thôi, nhưng mà sau đó vào thập niên 40 thì đã được một nhóm những người giàu có ở Hoa Kỳ họ mua lại, và kể từ đó không có còn là do những người di dân Nga sở hữu nữa. Và sau đó cái nhóm đầu tư này họ đã nâng cấp cái nhà hàng này lên thành ra một cái dạng nhà hàng hạng sang, chuyên tiếp đón những cái chính trị gia, rồi tổ chức những cái bữa tiệc của những doanh gia vân vân. Nhưng mà bây giờ bởi vì cái tên nó vẫn còn như vậy với cái nguồn gốc, cho nên bây giờ là người dân họ không thèm đi vào đây ăn nữa thưa quý vị. Và đặc biệt là những cái báo chí địa phương ở New York và một vài thành phố khác đó, thì họ ghi nhận là người dân Hoa Kỳ họ tẩy chay hết tất cả những cái nhà hàng nào mà ghi là có Russian dish, nhưng mà họ chuyển sang đi vào ăn uống ở những cái nhà hàng mà họ ghi là đây là nhà hàng của Ukraine. Và đa số tất cả những nhà hàng Ukraine trong vòng gần một tuần qua đó là cái lượng khách đi vào tăng vọt từ 75 cho đến 95% thôi quý vị. Trong khi đó, một loạt những cái bản tin vẫn liên quan đến Ukraine đáng chú ý, tình hình nó biến động hàng giờ một thưa quý vị. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị, giá dầu vẫn tiếp tục gia tăng đó. Thì ở tại thị trường chứng khoán, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ này mà ở Anh Quốc và ở châu Âu, có nhiều người đặt mua cái giá dầu trong tương lai lên tới 200 Mỹ Kim một thùng dầu. Họ tiên đoán từ bây giờ đến cuối tháng này, họ nghĩ rằng giá dầu cứ nhích lên dần dần, chưa kể lệnh. Và cái tiên đoán này nó được đưa ra vào thời điểm bên phía Hoa Kỳ đang xét tới. Và áp lực thậm chí có những vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa muốn ông Tổng thống Joe Biden là cắt không nhập cảng dầu hỏa của Nga nữa. Hoa Kỳ mặc dầu sản xuất dầu nhưng mà bởi vì vấn đề cần thêm các nguồn dầu nữa vẫn cho phép nhập cảng dầu của Nga vào. Nhiều quốc gia khác nhập cảng dầu của Nga tới 40%. Chính vì thế mà nếu mà căng thẳng này tiếp tục gia tăng và nhắm vào việc cấm vận dầu hỏa của Nga thì giá dầu có thể lên tới 200 Mỹ Kim. Hiện nay tại thị trường chứng khoán có nhiều người đã mua cái giá dầu tương lai lên 200 Mỹ Kim. Họ mua cái giá dầu này, nếu từ bây giờ đến cuối tháng này mà giá dầu lên 200 Mỹ Kim là họ hốt trọn cái số tiền từ 118 đồng ngày hôm nay thưa quý vị đến 200 Mỹ Kim, cái khoản lời nó lên hơn 80 đô la. Vào bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden vào thứ ba vừa qua, ngay sau bài thông điệp này, chúng tôi đã gửi đến quý vị tin tức của hãng thông tấn CBS. Họ thực hiện ngay cuộc thăm dò vào tối hôm đó cũng như qua ngày hôm sau. Họ hỏi cử tri, nhất là những người theo dõi bài thông điệp liên bang của ông Biden nghĩ gì. Thì đa phần họ cảm thấy, thứ nhất, cảm thấy hãnh diện là người Mỹ sống ở đất Mỹ này. Thứ hai nữa là tin tưởng vào một nền kinh tế tốt đẹp. Thì và thứ ba, đa số những cử tri được hỏi họ cảm thấy lạc quan hơn với hiện tình của đất nước như thông điệp liên bang của ông Biden đưa ra. Và sau đó thì các cuộc thăm dò khác được thực hiện và họ thấy rất là ngạc nhiên, chỉ cần một bài thông điệp liên bang thôi mà nó thay đổi lại cái cục diện về cảm nhận của cử tri đối với ông Biden, kể cả các thành phần từ Cộng hòa, Độc lập và Dân chủ. Mà ngay trước bài thông điệp liên bang, cuộc thăm dò vẫn cho thấy rằng chưa khi nào mà mức ủng hộ cho ông Biden mà tệ hại đến như thế, giảm liên tục luôn nữa. Đa phần là mối quan tâm về lạm phát kinh tế. Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là hai vấn đề mà họ muốn nghe ông trình bày về cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với vấn đề Ukraine, và thứ hai là vấn đề kinh tế và lạm phát. Và trong bài thông điệp liên bang, ông tập trung cả hai đề tài này để nói.
Nhưng mà không ngờ là mức ủng hộ đã thay đổi hoàn toàn luôn. Về vấn đề Ukraine, khi được hỏi đó, anh hay chị nghĩ sao về cái cách ứng phó với tình hình chiến tranh Ukraine, nhất là đối với Nga? Thì đa số đều nói tôi ủng hộ cho ông Tổng thống. 52% ủng hộ. Mặc dù tháng 2 trước đó, đó, cái số không ủng hộ nó lên tới 50% là không ủng hộ. Nhưng mà đó là tháng 2. Sang tới tháng 3 đó là mức ủng hộ lên tới 52% và mức không ủng hộ nó giảm xuống còn 44%, thưa quý vị. Còn những người không có đưa ra quan điểm là 4%. Phần lớn 52% cho biết đó là đối với tình hình Ukraine là họ ủng hộ những gì mà ông Biden đang làm. Điểm thứ hai quan trọng trong bài thông điệp liên bang, và người ta muốn ông sẽ nói gì và cái kế sách của chính phủ sẽ làm thế nào để giảm cái tình trạng mà lạm phát rồi khó khăn kinh tế, thì một trong những ông cũng đưa ra những cái nỗ lực để có thể làm được mà chưa biết có làm được hay không, bởi vì cần có sự hỗ trợ của Quốc hội. 83% đều cho biết là mặc dù Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng từ lệnh cấm vận nhắm vào Nga, nhưng mà đến 83% người Mỹ họ ủng hộ việc mà cấm vận Nga vào thời điểm này. Họ đều bày tỏ mối quan tâm về cái việc khi mà lệnh cấm vận ban hành rồi Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine để chống lại Nga sẽ gây ảnh hưởng đến nước nhà tại đây. Nhưng mà rồi cái mối quan tâm đó nó không bằng với cái mối quan tâm là Hoa Kỳ cần hỗ trợ cho người Ukraine trong cái cuộc chiến này. Và họ sẵn lòng, tương tự như là người Ukraine và các quốc gia khác, người dân họ nói rằng nếu mà mình có thể san sẻ được với những gì với người Ukraine đang gặp thống khổ hiện nay thì chúng ta cũng đồng ý, nghĩa là chịu với cái ảnh hưởng kinh tế chung trên toàn cầu vào lúc này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Jewelry, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và tiếp tục trong phần tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Denver cho biết là họ đang điều tra một cái vụ ăn cắp khá là hy hữu, bởi vì cái món đồ bị mất đó là những cái đầu người thưa quý vị. Nghe nó hơi sợ một tí thì cảnh sát nói rằng cái chuyện ăn cắp xảy ra là vào thứ năm tuần trước lúc 11 giờ sáng, thì đây là cái nơi mà xảy ra một chiếc xe van, medical van đó thưa quý vị. Đây là cái xe chuyên giao hàng đến các bệnh viện hoặc là những cái nơi mà nghiên cứu y học. Thì xe này đang đậu ở ngay một cái park thì bị trộm đột nhập vào. Cái xe này đó vốn dĩ là chuyên giao thi thể hoặc là những cái bộ phận của những người mà họ tình nguyện hiến tặng vì mục đích y khoa. Thì sau khi có lẽ là người tài xế họ nghỉ ngơi thì họ chuẩn bị trên đường đi giao một cái hộp thì bị trộm đột nhập vào. Thì bên trong xe đó người tài xế nói rằng không có cái gì cả ngoại trừ một cái đồ đẩy xe và một cái hộp trắng như quý vị thấy là có dán cái băng keo màu xanh đó, và cái trên cái băng keo thì ghi là Science Care. Thì thật sự không có ghi là bên trong có cái gì cả. Thì có lẽ khi mà trộm thì chúng thấy có món đồ Science, chắc chúng nghĩ là những cái vật dụng y tế chắc bán cũng được tiền, cho nên là quơ luôn cái hộp này đi. Nhưng mà thật sự bên trong là những cái đầu người thôi quý vị. Thì
phía cảnh sát họ nói rằng cái vụ ăn cắp này đó xảy ra chỉ có một vài ngày sau khi mà cảnh sát ở Denver đó đã khuyến cáo người dân là trong thời gian này cần phải cẩn thận vì cái nạn đập kính xe để ăn cắp đồ, rồi nhiều khi mọi người họ đang nổ máy xe đậu ở ngay driveway đó, đi ra vô trong nhà lấy đồ thì bị chúng ăn cướp luôn cả chiếc xe, bởi vì như quý vị thấy thời gian này là xe cộ đang khan hiếm thì chúng ăn cắp cả chiếc như vậy để mà bán, cho nên là ở Denver dạo này những cái vụ cướp xe như thế này đang gia tăng rất là cao. Sáng ngày hôm nay thì chính quyền của Tổng thống Putin độc tài toàn trị đã đưa ra sắc lệnh là nghiêm cấm mọi người, cơ quan truyền thông độc lập hay bất cứ ai không đưa ra những cái tin nguồn chính từ thông tấn xã của Nga. Nếu mà đưa tin thì bị những cái lệnh trừng phạt. Và điều này để cho thấy rằng cái sự khác biệt giữa tin tức từ Ukraine và Nga. Ông Tổng thống Zelensky sáng ngày hôm nay cũng mở cuộc họp báo. Và bên những việc mà họp báo hàng ngày ông thường thực hiện, có khi một ngày ông lên đến 3-4 lần. Và một số nơi thì người dân vẫn xem được truyền hình, nghe được đài phát thanh, mặc dù hệ thống truyền thông của Ukraine bị Nga tấn công, nhưng mà ngay lập tức họ nối lại được liền, và kể cả Internet nữa, cho nên không qua truyền hình, không qua phát thanh thì cũng lên được Internet, bởi vì Elon Musk của Tesla cũng đã cung cấp Starlink, hệ thống Internet bằng vệ tinh cung cấp cho Ukraine. Và ngày hôm qua cũng tin vui, hai bên đã nói chuyện với nhau, ông Zelensky cũng nói chuyện với Elon Musk và ông gửi lời cảm ơn với sự hỗ trợ của Elon Musk. Và Elon Musk cũng hứa hẹn là Ukraine sẽ chiến thắng và Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Ukraine để chiến thắng. Mà trong đó công rất lớn là đến từ Elon Musk đồng ý để cung cấp. Và nếu không có cái hệ thống Starlink của Tesla, của Elon Musk á, thì người dân Ukraine bây giờ không có Internet được. Và đó là lý do những cái cuộc biểu tình lớn diễn ra ở Nga là do những cái thông tin trái ngược như thế này. Bên phía người Nga đó thì họ nhận những cái thông tin trên mạng nó hoàn toàn khác với những tin tức từ phía Nga đưa ra, hãng truyền thông chính thức của Nga đó. Họ nói rằng Nga chết hàng loạt. Con số mới nhất ghi nhận được đó là trong một ngày 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Vậy mà trong cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng lại nói rằng chỉ có vài trăm thôi. Họ theo dõi tin tức của CNN, Fox News hoặc là MSNBC từ Hoa Kỳ, ABC, những nguồn chính thống đó, thì họ thấy những cái báo cáo từ Ukraine nó về nó khác hoàn toàn với những cái thông tin bưng bít. Tin tức từ vùng chiến thuật, vùng chiến trận đưa về từ Nga đó thì nó nhỏ giọt, trong khi họ nhận được không biết bao nhiêu hình ảnh, tin tức từ Ukraine không qua những cái thông tin chính. Và đó là cái sự khác biệt rất lớn để cho thấy. Trong ngày hôm nay thì bên phía Ukraine đó, họ nói rằng có ít nhất 30 chiếc trực thăng của Nga đã bị tấn công trong đêm ở tại vùng đã bị chiếm đóng là Kherson. Một điểm đáng chú ý thưa quý vị, bản tin ghi nhận đó, Nga đã tung ra cái lực lượng quân sự lên tới 90% tổng số khả năng của Nga đưa ra. Từ quân đội 130-190.000 cả, gần 20 sư đoàn của Nga, rồi xe tăng, rồi máy bay hỗ trợ. Vậy mà đến giờ phút này bước sang tuần lễ thứ nhì đó, vẫn không chiếm được những cái địa điểm trọng yếu, ngoại trừ Mariupol ở phía nam, rồi Kherson, còn thủ đô, rồi những cái thành phố lớn Kharkiv, đến giờ phút này vẫn không tiến chiếm được. Và điều đó để cho thấy cái sự phản công ghê gớm của quân đội Ukraine. Thêm nữa đó là ngày hôm nay ông Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm với Anh, Pháp, Đức, khối liên minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, để thảo luận về tình hình sắp tới. Họ sẽ phải có những cái hành động mạnh mẽ hơn nữa để hy vọng Nga sẽ chùn bước
mặc dầu họ cũng bày tỏ cái sự nghi ngờ là không biết Putin với cái sự điên cuồng của y có nhường bước hay không, nhưng mà họ phải cố gắng có những hành động mạnh mẽ hơn. Cái lệnh trừng phạt thì nó mất thời gian lắm thưa quý vị, thậm chí cả năm đó mới gây ảnh hưởng. Còn bây giờ thì Nga vẫn bán dầu được mà. Cho nên một trong những nỗ lực sắp tới là liệu rằng có cấm dầu hỏa của Nga nhập vào các nơi hay không? Vâng, thưa quý vị, và sáng ngày hôm nay thì tổ chức International Gymnastics Federation đó cho biết là bây giờ hiện nay đang có một cái cuộc biểu tình giữa các vận động viên của các quốc gia đối với một vận động viên gymnastics của Nga, khi mà vào ngày hôm qua ở một cái sự kiện gymnastics diễn ra ở Doha, Qatar đó, cái người vận động viên này, người vận động viên Nga tên là Ivan Kuliak, đã bị nhìn thấy là mặc một cái chiếc áo mà trên đó có cái chữ Z, thưa quý vị. Thì bây giờ tất cả vận động viên khác họ nói rằng nếu như mà liên đoàn này không remove cái người này khỏi cái, những cái sự kiện tiếp theo đó, thì tất cả các vận động viên trên thế giới họ sẽ tẩy chay những cái sự kiện đang diễn ra tiếp theo. Thì cái Leder Z như quý vị thấy đó, là từ trước đến giờ đó quân đội Nga những cái chiến xa, những cái chiếc xe tăng của họ đó, họ dán cái Leder Z ở trên đó. Và bây giờ cái Leder Z này đó thì nó tượng trưng, nếu như mà người dân nào mà họ đeo cái chữ này thì nghĩa là cái lập trường của họ, họ ủng hộ cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì chính vì bởi vì trong khoảng thời gian này đó, tổ chức IOC rồi rất nhiều những cái liên đoàn thể thao trên thế giới họ đứng trước áp lực của một số các quốc gia là phải trừng phạt, không cho các vận động viên của Nga tham gia. Nhưng mà từ trước đến giờ đó thì các liên đoàn này, cái quan điểm của họ là thể thao thì không nên bị dính, bị can hệ giữa những cái cuộc chiến tranh hoặc là những cái quan điểm về chính trị vân vân. Cho nên là các vận động viên của Nga vẫn được tiếp tục tham gia vào tất cả những cái cuộc thi đấu rồi những cái sự kiện khắp nơi ở trên thế giới. Thì đa số không có ai biểu lộ ra về cái quan điểm ủng hộ cuộc chiến của mình cả. Nhưng mà riêng cái người Ivan Kuliak này thì vào ngày hôm qua anh ta đã thể hiện một cách rõ ràng, thì khiến cho rất nhiều người họ bất bình và họ không nghĩ là anh lại có gan làm như vậy. Thì bây giờ đó tổ chức FIG họ vẫn chưa nói là họ sẽ áp đặt là lệnh trừng phạt lên anh này hay không, nhưng mà với cái sự mà phẫn nộ của quá nhiều người thì có thể là họ sẽ phải làm gì đó trong vòng 1-2 ngày tới. Và mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi đã đón tiếp anh Anthony đến để mà trình bày về những vấn đề đầu tư trong cái thời gian mà chiến tranh đang xảy ra như thế này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng chúng tôi tiếp tục theo dõi một loạt những cái bản tin từ Ukraine để gửi đến quý vị. Mời quý vị vào trong trang nhà luocdoc.tv.com và vào trong YouTube, nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị những cái tin tức liên quan đến hầu bao của quý khán thính giả. Rồi chào anh Anthony ngày hôm nay. Xin chào anh, kính chào quý vị. Mối quan tâm lớn nhất vẫn là cái chiến tranh Ukraine, và sáng ngày hôm nay thị trường tiếp tục bán tháo hơn 500 điểm, vì đa phần các giới đầu tư họ nói dù gì đi chăng nữa nền kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng và nó có chiều hướng nó slow down, nó chậm lại. Thì vào thời điểm này đó, cái chuyện mà nói đến chuyện đầu tư là ít ai dám lắm, phải không anh? Dạ, thì phần đông khi mà có cái vấn đề mà gọi là geopolitical, là chính trị địa lý đó, thì hầu như là tất cả những nhà đầu tư đó là trao đổi theo cái cảm xúc của mình chứ không phải theo cái lý luận nào. Nó bán tháo như vậy.
Mình chỉ có một cái là chỉ có là stay the course, tức là be patient thôi, nhẫn lại mà giữ thôi. Bây giờ nếu con số trên những cái account của mình là mặc dù nó là màu đỏ hết á, nhưng anh bán ra anh mới realize cái loss đó, anh chỉ giữ đó thôi thì nó có thể là màu xanh vài tháng tới. Đúng. Đó thì cái đó là theo chính Anthony là chỉ có stay the course, tức là mình có cái nhìn xa thôi. Vâng. Bởi vì bán bây giờ đó là coi như mất. Với điều kiện là nếu mà bán bây giờ để đợi tiền đó rồi thấy nó xuống nữa thật nhiều đó mua lại nó thì may ra. Có nhiều khách hàng cũng sẵn đây là cảm ơn rất nhiều quý vị khách hàng mới đã liên lạc văn phòng cho cơ hội để mà so sánh bảo hiểm cá nhân với lại bảo hiểm thương mại. Thì Anthony đã có hứa là sẽ cung cấp cái list cho cái 10 cái stock hồi tuần rồi. Cái gì mình nói mình quên rồi. Về cái hướng khuyên hướng cái chiến tranh hiện nay đang bị ảnh hưởng tới thị trường chung. Nên đầu tư quý khách hay như thế nào? Có hỏi đó là bây giờ mua vào thì giá nó rẻ, đồng ý. Đúng. Nhưng mà những nó công xuống ty nữa nó thì xuống sao? Nữa thì sao? Thật sự mà nói là mình nếu mình biết thì mình lại ra giàu to rồi. Đúng thì mình rồi. Không có biết là lúc mình xuống nữa hoặc là lên không. Thì anh Tony có nói một câu tôi nhớ ngay đó, họ nói đừng bao giờ timing cái thị trường hết. Dạ. Đầu tư là tuyệt đối, đừng có nghĩ nó đang xuống mình nhảy vào mua, không phải như vậy đâu. Đôi khi nó còn xuống nữa, nhưng mà nó cũng có thể nó lên sau khi đạt được một cái thỏa thuận gì đó mình không biết. Bởi được. Bởi vậy cái chiến lược nó dùng 25% trailing stop là như vậy, anh phải phải đặt cái điểm nó rớt, nhưng mà sướng 25% phải bán đi. Đó thì anh chỉ lỗ có 1/4 thôi. Đó, thì cái điều đó là để mình bảo vệ cái vốn của mình hoặc cái lời của mình. Một cái thị trường đây đó là nó gọi là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Đó, cái đó là thị trường nó gọi là e-commerce thương mại điện tử. Cái công ty ngày hôm nay nó gọi là C Limited, cái ký hiệu là SE. Cái đặc biệt là công ty này không phải ở nước Mỹ, không phải ở nước Tàu, không phải trong khối Âu Châu, nhưng mà là trong cái khu vực Đông Nam Á. Bởi vì cái anh thấy không, SCE là Southeast Asia. Cái công ty SEC Limited này đó là một công ty chuyên môn về nền tảng di động với internet, tham gia vào những cái việc cung cấp mà trò chơi trực tuyến, là hoạt động qua ba cái phân đoạn là một đó là giải trí kỹ thuật số digital entertainment, rồi dịch vụ tài chính kỹ thuật số digital financial services, về đặc biệt là thương mại điện tử là e-commerce. Cái doanh thu mà thương mại điện tử đó đã được dự đoán sẽ đạt tới 5.5 ngàn tỷ trong năm nay. Ngàn tỷ luôn á. Trillion luôn. Nếu mà nhìn vào cái graph của cái computer của Anthony đây. Ok. Anyway. Đó thì đã tăng đến 5.5 ngàn tỷ trong năm nay, tức là nó tăng là mỗi một năm là 12% từ 2014 cho đến năm nay, tức dự đoán là 2025 sẽ lên đến gần 8 ngàn tỷ. Cái nó gọi là cái doanh thu của thương mại điện tử đó. Nói về Đông Nam Á thật sự là gồm có 11 quốc gia. Mà trong 11 quốc gia đó cái dân số kết hợp là 665 triệu. Cái đó là gấp đôi của dân số của Mỹ. Trong 665 triệu dân số đó có đến là gần 590 triệu dân số của 6 quốc gia mạnh nhất của Đông Nam Á là Indonesia này, Thái Lan này, Malaysia này, Singapore, Philippines và Việt Nam. Biết kinh tế của Việt Nam hồi năm nay đó là đã tăng là 6.5%. Mặc dù bị đại dịch á. Malaysia 5.75%, Indonesia 5.6%. Theo đây là cái con số mà chi tiêu đã cũng như là từ 2019 cho đến 2021. Anh thấy 2019 đó là Southeast Asia đã bỏ ra 99 tỷ để mua xài trên thương mại điện tử. Rồi,
năm 2021 là lên 173 tỷ. Và có thể là nói tới là 2025 nó có thể tăng đến 362 tỷ. Anh thấy không? Doanh số này là có khả năng để mà xài tiền ở trên thương mại. Mặc dù C-Limited thì cái tài sản chỉ có 10% đối với Amazon hoặc là bằng phân nửa đối với Alibaba. Alibaba yeah, của Trung Quốc. Yeah. Nhưng mà C-Limited này có một cái nền tảng mà như là Amazon đó là Shopee. Đó, bán chạy lắm. Anh thấy đã bỏ ra cả tỷ bạc để mà mua trên mạng. Đó, thì theo cái chiến lược mà đầu tư đó, thường thường nhà đầu tư chú trọng là vào doanh thu, vào tiềm năng, vào quán tín. Thì cái doanh thu của C-Limited đó là doanh thu về nó gọi là Digital Financial Services đó, đã tăng gấp 2 đối với năm ngoái rồi. Rồi doanh thu của cái Digital Entertainment đó đã tăng gấp 3 so với năm ngoái. Đặc biệt là doanh thu của thương mại điện tử trong 2022 là sẽ tăng đến 40%, lên đến 14 tỷ nữa. Cái đó là cái doanh thu đó. Rồi, cái tiềm năng là thế nào? Cái hồi nãy mình nói là cái app mà Shopee đó là lớn nhất của Đông Nam Á. Đã, bây giờ là đang rất là phát triển ở Brazil. Đã, cái đó là cái tiềm năng. Rồi, về cái quán tính, cái công ty C-Limited này là thành lập 2009, được lên thị trường chứng khoán tháng 10/2017, cái giá cao nhất tháng 10/2021 là 372 đồng, hiện tại bây giờ là dưới 90. Bây giờ là 92 đồng, đang tiếp tục xuống, nhưng mà có thời gian nó xuống còn 89 đồng. Nhưng mà cũng có thời gian nó lên tới 372 đồng. Đó. Thì quý vị nên nhớ cái số tiền xài trên thương mại điện tử của dân Đông Nam Á mỗi năm mỗi tăng lên. Đó, thấy không? Rồi dân số Đông Nam Á là rất là đông, là có khả năng có chịu xài tiền như vậy. Thì bây giờ nếu mà mua vào dưới 90 đồng hay là 90 đồng đó, mình có set cái limit đến 25% thì mình cứ bán đi. Cái đó để mình bảo vệ cái principle của mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai đó, e-commerce càng ngày nó càng tăng chứ không phải nó phải sẽ đi xuống. Với cái tình hình biến động hiện nay đó thì cái mối quan tâm một số các cổ phiếu nó vẫn có thể đi xuống nữa. Đây là một trong những cổ phiếu anh đề nghị thôi. Còn để mắt tới trong tương lai. Cái chuyện mua bây giờ thì chưa phải là một cái quyết định, nhưng mà chưa biết được. Với cái giá này có thể nói là giá thấp nhất trong vòng 52 tuần lễ vừa qua. Đúng, cao nhất là 372, thấp nhất là... Thì cái những gì mà anh đưa ra tôi thấy là để mắt đến. Mình nên dòm chừng với những cái cổ phiếu như thế này. Với lại đặc biệt là nên quan trọng là nên diversify. Tức là đa dạng. Rải ra. Thì tiếp tục sau đây đó là cũng có bốn cái cơ hội mà về cổ phiếu giá trị. Value stock, thì cũng đang với cái giá rất là undervalue, rất là rẻ. Cái công ty là Oracle là một này, rồi Target là hai này, eBay là ba này, với lại Carrier Global là cái ký hiệu là CARR. CARR là chuyên môn về máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió. Những công ty này đó là cái giá thấp nhất 52 tuần. eBay nó vẫn lên trong ngày hôm nay, quý vị thấy không? Cho nên có những cái cổ phiếu họ lên, vì sao? Những cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng bởi tình trạng chiến tranh, thì nó vẫn sẽ lên. Chẳng hạn như là các cổ phiếu liên quan đến dầu hỏa lên khủng khiếp trong thời gian qua. Cảm ơn anh Anthony rất nhiều và hẹn anh vào kỳ tới. Cảm ơn anh, xin kính chào quý vị. Mời quý vị vào trong trang nhà lizardontv.com và vào trong YouTube, nhớ nhấn nút subscribe và xin trân trọng kính chào.